ngày 15 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Sáu, 56 tuổi, cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, CDC Bình Phước và hai thuộc cấp Lê Thành Bắc, 40 tuổi, cựu nhân viên khoa dược, Đinh Thị Vân, 42 tuổi, chuyên viên khoa xét nghiệm, cùng CDC Bình Phước về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, năm 2019, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Trước thực trạng đó, với vai trò là Giám đốc CDC Bình Phước, Nguyễn Văn Sáu đã thỏa thuận, thống nhất với Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Công ty Việt Á, về việc tạm ứng trước kit test xét nghiệm, sinh hóa phẩm của Công ty Việt Á rồi mới hợp thức hóa thầu sau. Nhằm hợp thức hóa các gói thầu đã tạm ứng trước kit test xét nghiệm, sinh hóa phẩm, từ tháng 2 đến tháng 9 năm 2021, Nguyễn Văn Sáu lệnh cho Lê Thành Bắc, Đinh Thị Vân và một số nhân viên CDC Bình Phước hợp thức hồ sơ, thủ tục mua sắm 3 gói thầu cho số hàng đã tạm ứng của Công ty Việt Á với tổng trị giá hàng hóa là 41,5 tỷ đồng. Trong đó, CDC Bình Phước đã thanh toán cho Công ty Việt Á hơn 7,1 tỷ đồng của gói thầu đợt 1. Sau khi CDC Bình Phước thanh toán gói thầu đợt 1 vào tháng 9 năm 2021, Công ty Việt Á chuyển khoản cho Đinh Thị Vân 275 triệu đồng, đưa trực tiếp cho Nguyễn Văn Sáu 270 triệu đồng và chuyển khoản cho Lê Thành Bắc 135 triệu đồng. Sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, cả 3 bị cáo đã giao nộp toàn bộ số tiền đã nhận cho cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. Hành vi của 3 bị cáo đã can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu và vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu dẫn đến gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 5,1 tỷ đồng.